những cánh rừng hoa mận đang bung nở. Khắp các nẻo đường ngập tràn sắc trắng và hương của hoa mận. Mộc Châu đã trở thành điểm đến của nhiều du khách lựa chọn mỗi độ xuân về. Khá nhiều lần mình đến Mộc Châu rồi nhưng mà đây là cái vườn mận mà mình thấy đúng vào cái tầm là mình thấy nó nở đẹp nhất. Huyện Mộc Châu hiện có diện tích mận hậu hơn 3.200 ha. Với mục tiêu phát triển nông nghiệp gắn với du lịch, huyện đã khuyến khích các doanh nghiệp, gia đình xây dựng các mô hình du lịch trải nghiệm, qua đó góp phần đem lại nguồn thu và quảng bá nét đẹp văn hóa của Mộc Châu. Bọn em là hay đến chụp ảnh, check-in và lưu giữ những cái khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi trẻ bọn em ạ. Mình cũng rất mong muốn rằng là các khách du lịch cũng như thương lái đến để mùa hoa thì lại đến tham quan, mùa mận thì đến những ngày hội hái quả mận. Mộc Châu hấp dẫn những du khách đến theo mùa hoa, hoa cải, hoa ban, hoa dã quỳ và hoa mận. Trong không gian trong lành và sắc trắng hoa mận, hấp dẫn du khách đến thư giãn, giảm đi áp lực cuộc sống và trải nghiệm không gian trong trẻo của mùa xuân.